Nhật Vũ xin kính chào tất cả các bạn. Trước mặt các bạn là một con 3.1 của Sony. 3.1 là gồm có một loa, hai loa, ba loa và một cục súp. Súp này súp hơi nha các bạn. Và cái đầu âm ly này đánh được hai cục súp hơi luôn và một cái súp điện. Hiện tại mình đang quay một cái góc rất là xa nên còn dư hai bên nhiều. Bởi vì do muốn lấy được hết thì vì cái cột này cao tới 1m1 lận. Đây các bạn, cái cột này nè, nó hiện tại đang cao tới 1m1 lận nha. Hai cái loa bằng nhôm, hai cái loa thanh này bằng nhôm đấy. Và cái chân đế của nó là đường kính 25cm. Cục súp hậu rất là sâu, nếu mà đặt đúng thì chúng sẽ đặt ở dưới đất. Và cái đầu âm ly này size bề ngang là 43cm, làm rất là mỏng gọn để cho các bạn dễ dàng bố trí và nhìn kiểu dáng khá là hiện đại, đặt phòng khách rất là đẹp. Và bây giờ mình mở nhạc cho các bạn nghe nhé. Con này chơi được CD, DVD và kết nối điện thoại máy tính cổng 3.5 hoặc là kết nối Smart TV cổng quang thông dụng. Đây, có điều khiển học nha, mà mình play CD với các bạn nè. Mình đang để một đĩa CD bên trong. Có điều khiển học chỉnh full chức năng nha các bạn. Chúng ta đang nghe đĩa quang lập. Làng tôi đây bao năm dài tìm kiếm từng ly tre muôn vị. Tôi có người vợ ngoan đẹp như trăng buổi sau cưới rồi đành xa. Nhớ đôi môi nàng hiền xinh xinh mong manh, má nàng hồng thơm mùi thơm lúa non. Ai ra đi mà không từng bình sinh, xa người yêu mà dễ mấy ai bằng chia. Sorry, mình tạm tắt tiếng bằng remote nha các bạn. Mình xin giới thiệu tiếp cho các bạn về cái phần thông số kỹ thuật của cái dàn máy này. Các bạn đang nghe đĩa CD của Quang Lập và đọc đĩa tốt, không có cán đĩa nha. Hiện tại mình đang đặt ở một cái góc khá là xa và cái con này có thể chơi tốt phòng dưới 30m2, phòng khách. Đây, nếu mà cục súp đặt ở dưới đất thì nó sẽ cộng hưởng với lại cái phần nền hoặc là cái góc tường, nó sẽ cho cái âm trầm tốt hơn rất là nhiều nữa. Súp này, súp có đây, đây cho bạn xem gần hơn, cận cảnh luôn. Đây, con súp này hậu rất là sâu nha. Nãy mình đo chính xác là 37cm chiều sâu. Đấy, phối màu bạc, thùng bằng gỗ hết nha. Phối màu bạc và cái phần lưới đen giống như con này. Còn đây là cái này bằng nhôm. Bằng nhôm nhé các bạn, chứ không phải bằng nhựa nhé. Đây có khắc một dòng chữ Sony, nhôm xước. Cái phần đế cũng vậy. Đó. Đây, và còn cái âm ly công nghệ S-Master đi cùng với cái mặt này bằng nhôm, tản nhiệt cực tốt và nó làm rất là mỏng. Đây, chúng ta đang bật ở chế độ tắt tiếng nè. Đĩa là dạng nút, nút đĩa nhé, như xe hơi. Trên đây là một số tính năng chỉnh cơ bản, chuyển cổng, play và âm lượng. Còn phần còn lại nằm trên điều khiển. Một cái loa này, đây các bạn. Loa này nha, loa chính của cái bộ này thì nó rất là nặng. Đây, bằng nhôm nè. Cái chân đế nó bằng, nó đặc lắm nên nó rất là nặng, đường kính 25. Và cái lưới này nó ép rất là chặt nên rất là khó mở ra. Đây, cái hệ thống loa của nó gồm có đây nè, 1, 2, 3, 4. Đây, 4 cái loa mic và một cái loa siêu chép. 4 cái loa mic, 1 loa siêu chép nha các bạn.
cái âm thanh của nó rất là sáng. Nãy các bạn nghe nhạc trữ tình rồi. Đây, còn đây là con center nằm giữa. Hồi nãy là mình không có bật center lên, mình bật chế độ stereo hai loa. Đây, hai loa này và một sub thôi nhé. Để mình mượn cái điều khiển lại. Mình đang thao tác trên điều khiển nhé các bạn. Này anh lính kiên, người bắn pháo binh, mẹ tôi tóc xin. Đó, mình nhỏ âm lượng lại. Nè, mình chỉnh chế độ nè, đó. Rất là nhiều chế độ, chơi game, xem phim, nghe nhạc hai kênh. Hai kênh stereo nè, mình đang chơi này. Còn đây là các chế độ âm thanh vòm. Nghe nhạc âm thanh vòm. Đó, những con chip giải mã đời cao nè, Neo 6 Cinema. Đây. Bạn thấy không? DTS Neo 6 nè. Digital ProLogic 2 la mã nè. Đó, các chế độ âm thanh vòm, hai con chip giải mã âm thanh vòm. Các bạn coi phim, nghe nhạc bằng chế độ âm thanh vòm cũng vẫn được. Khi đó nó sẽ tập trung cái phần giọng nói ở loa center này. Còn nếu các bạn muốn nghe nhạc thuần thì chuyển về chế độ 2 kênh. Đó. Nghe nhạc bằng nhiều loa. Đây, music. Còn chế độ này chế độ super bass. Hồi nãy giờ mình tắt super bass nha. Và mở super bass lên nè. Cục sub đánh rất là sâu. Nghe nhạc trữ tình thì chúng ta tắt bass đi. Và dễ dàng tinh chỉnh âm lượng của tiếng sub luôn nha. Đây nè. Đó, nó hơi sâu một chút nhưng chúng ta sẽ chỉnh được rất là chi tiết. Âm lượng của từng loa một, trái phải vân vân. Và đây là subwoofer. Mình đang cho nó cộng 6, giảm về 0. Hoặc là đó. Vân vân. Rất là chi tiết các bạn. Nay thành hai dãy phố, chắc em còn nhớ những buổi chiều xa. Đây mình ra đĩa nha. Đĩa dạng nút nè. Đó các bạn. Khoan lập. Album nhạc lính ha. Rồi. Kết nối điện thoại, máy tính bằng cổng 3.5. Hoặc là các bạn muốn kết lấy tận dụng cái cổng 3.5 đó kết nối với lại USB Bluetooth hoặc là mấy cái box Bluetooth đó cũng rất là tiện khi chơi nhạc từ xa. Và bây giờ chúng ta sẽ kết nối trên máy tính mình nha. Và con này thì chắc chắn là phải có cổng quang rồi. Đây các bạn, cổng quang official. Đây. SAT nè. Cổng màu đen này là cổng sub điện nè. Đó, cổng trắng đỏ này là cổng audio in dành cho điện thoại, máy tính, vân vân, các thiết bị Bluetooth. Con này có quạt tản nhiệt nằm ở phía sau. À quên nữa, con này đánh được hai cục sub nha, hai cái tím ở dưới nè. Subwoofer đánh được hai cái sub hơi luôn nhé. Mình thấy hiện tại là mình đang ghép với lại một con sub hơi này là quá đủ rồi. Sub của dòng Sony đánh bass rất là lực, xuống rất là sâu, âm thanh khá là mềm. Một cục sub. Còn nếu các bạn nào muốn thì có thể hỗ trợ thêm một cục sub nữa. Con này đánh được hai cục sub luôn. Tuy nhiên nếu mà chúng ta ở đúng mà nói chúng ta thích chơi nhạc dance hoặc là chúng ta muốn bộ phim hoành tráng hơn thì hai cục sub thì nó sẽ chắc chắn nó sẽ hoành tráng hơn rất là nhiều. Các bạn muốn mua sub thì hàng loạt dịch vụ vẫn còn sub hơi để các bạn mua thêm nhé. Bây giờ chúng ta chuyển cổng qua cổng 3.5 thông dụng function, chuyển qua cổng 3.5 đây và chơi nhạc trên máy tính nhé. Một bài nhạc mạnh DJ. Mình sẽ mở super bass lên. Các bạn nên đeo tai phone vào để nghe âm trầm.
cảm nhận rất là chi tiết với cái hệ thống 4 mic một siêu trap này của mỗi cái loa cột. Ở ngoài thì cái ngoại hình nó sẽ lớn hơn, các bạn hình dung nhìn trên clip tại vì nhìn quá xa. Đây, ở phía sau thì nó làm dạng bầu tròn. Đây, một cái nắm tay của mình luôn. Còn bề ngang nè các bạn, đây, bề ngang. Mình sẽ đo chính xác cái bề ngang, cái thân của cái sub cho đó, cái thành loa thành nha. Bề ngang là 9,5cm nha các bạn, 9,5. Mỗi loa ở trong này, một cái loa mic nó là 6cm, 6 xăng, một cái siêu trap là 3cm. Âm thanh các bạn có thể để ở đây, nó đây, cái phần lưới nó được ngăn những cái thanh ở giữa nè, những cái phần thanh này ở giữa thì ở những cái phần lõm vào á, nó sẽ để một cái loa phần lõm vào nè, đó cái thanh nè, đó cái thanh nè, rất là nhiều. Đây, hôm nay chúng ta test con Sony hàng nội địa Nhật điện 100V DAV SR4W, một màu bạc phối với đen. Đó, nhìn rất là hiện đại và chất âm cũng rất là bén, nghe nhạc trữ tình, hòa tấu, chơi nhạc mạnh hoặc là xem phim vân vân. À, nãy giờ mình còn thiếu một cái phần test nhạc hòa tấu cho các bạn. Mình giảm bass lại, bass nhiều quá. Chúng ta đang nghe 3 loa luôn nha, 1, 2, 3. Hôm nay chúng ta test con Sony 3.1 hoặc là 3.2, đánh được hai cục súp hơi và một cái súp điện nữa. Đây, con súp này hồi nãy là cao 32, sâu 37cm. Đó, súp này bass 18 nha các bạn, bass 18 mặt trước, hai loa thanh, cao 1m1, mỗi loa từ 60 tới 120W, 60 tới 120W. Loa center này 40W. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe và theo dõi. Đừng quên bấm like cho mình nếu các bạn thích cái dàn âm thanh này nha.